để tiếp nối chương trình. Đề nghị hội trường chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào em học sinh đến từ trường tiểu học Vĩnh Quỳnh. Con tên là gì nhỉ? Con giới thiệu cho tất cả mọi người. Con tên là Lê Anh Thư ạ. Con học lớp mấy? Con học lớp 4A1 ạ. Rồi, cảm ơn bạn Anh Thư. Và sau đây là con sẽ biểu diễn bài gì nhỉ? Sau đây con sẽ biểu diễn bài Đẹp Nhất Bông Sen ạ. À, Đẹp Nhất Bông Sen, xin mời âm nhạc chuẩn bị ạ. Xin mời Anh Thư. Xin được cảm ơn dòng ca rất ngọt ngào của bạn Anh Thư đến từ trường tiểu học Vĩnh Quỳnh. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.